Rồi như hôm qua Vân đã chia sẻ với các bạn, ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau làm một cái make up look inspired bởi cái make up look của Black Widow trong cái Avengers là siêu anh hùng. Thì không biết là các bạn nào cũng biết và yêu quý nhân vật này như Vân hay không, nhưng mà Vân thực sự rất là thích cô gái này, cũng như là Vân rất là thích cái kiểu make up look của bạn này, cho nên ngày hôm nay mình sẽ gọi là lấy cảm hứng từ cái nhân vật này để làm một cái make up look nó hiện đại và nó có thể áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Rồi mình sẽ bắt đầu luôn các bạn nha. Rồi, có bạn nào vui chưa ta? Ồ, cũng khá khá rồi. Hello Vi Thùy, hello Khánh Linh. Hi Duyên Duyên. Rồi, tụi mình sẽ bắt đầu make up look này luôn các bạn nha. Thì trên da của Vân hiện tại thì Vân đã dưỡng da rồi, cho nên là các bạn trước khi make up thì cũng nhớ dưỡng da. Và mình sẽ bắt đầu luôn vào bước nền. Thì ngày hôm nay Vân sẽ sử dụng cái foundation của Maybelline Fit Me. Bạn này là một cái kem nền mà Vân cảm thấy rất là phù hợp cho da dầu, da hỗn hợp dầu. Và đặc biệt là cái bạn nào mà đang bị lỗ chân lông to thì kem này sẽ giúp che phủ lỗ chân lông rất là tốt. Thêm một cái nữa là Vân thấy là ngoài che phủ lỗ chân lông mà bạn này còn che mụn với lại thâm mụn cũng rất tốt luôn. Cho nên là ngày hôm nay da Vân các bạn thấy là đang có rất là nhiều mụn đúng không? Tại hôm bữa Vân có làm clip cũng chia sẻ rồi, Vân đang bị gọi là nóng trong người á. Trong miệng Vân nổi tới 3 nốt nhiệt luôn, cho nên là mụn bao nhiêu là nó xuất hết lên mặt. Cho nên ngày hôm nay mình cũng sẽ sử dụng kem nền này và test luôn cho các bạn thấy cái độ che phủ và cái độ cover cái lỗ chân lông cũng như là mụn nó như thế nào nha. Vân sẽ sử dụng cái kem nền mang số là 125 bạn này. Vân là da gọi là da không trắng lắm nhưng mà nó cũng không phải là quá tối, cho nên Vân sẽ dùng tông 125. Còn bạn nào da tối hơn thì các bạn có thể sử dụng những cái tông như là 230 hoặc là 235. Hoặc là dạng bạn nào mà da quá trắng thì mình có thể sử dụng cái tông như là 125 như giống như của Vân, hoặc là 120 ha. Rồi mình sẽ chấm lên trên da như thế này. Các bạn sẽ chấm đều lên trên da như vậy nha. Hello Diễm Sương. Rồi mình sẽ chấm đều lên trên da như vậy. Các bạn nhớ là có tán luôn phần cổ nha. Rồi sau đó là mình có thể sử dụng cái cọ dẹt, hoặc là các bạn có thể sử dụng bông mút cũng được. Mình sẽ sử dụng cái cọ này và mình sẽ tán lên trên da. Các bạn có thể thấy không, tán một lớp thôi là cái mấy cái thâm mụn và các thứ là nó đã che được khoảng 80-90% luôn. Rồi hôm nay á, giống như Vân đã chia sẻ hôm qua, là ngày hôm nay mình sẽ có một cái giveaway nhỏ nhỏ cho các bạn. Để nãy giờ vô thì Vân gọi là hào hứng quá chia sẻ clip này, make up look này, cho nên là quên mất chia sẻ cái đó với các bạn. Thì ngày hôm nay mình Vân sẽ dành 3 phần quà, 3 giveaway dành cho 3 bạn may mắn nhất khi mà các bạn thực hiện đầy đủ các bước như sau. Đầu tiên là các bạn hãy share livestream này về tường của mình và để chế độ public. Thứ hai là các bạn có thể tag nhẹ 3 người bạn của mình vô. Rồi và thứ ba là các bạn sẽ trả lời cái câu hỏi sau đây của Vân là những sản phẩm nào Vân đã dùng trong cái make up look hôm nay. Đó các bạn, cái này hơi khó nha, thì các bạn phải theo dõi từ đầu cho đến cuối thì mới có thể trả lời câu hỏi này. Rồi các bạn hãy comment ở phía dưới và tag bạn bè của mình vô, và sau cái livestream này ngày mai đi, Vân sẽ chọn ra 3 bạn may mắn với lại làm đúng tất cả các bước, và Vân sẽ gửi phần quà đó cho các bạn. Phần quà của chúng ta sẽ là một bộ sản phẩm của Maybelline New York với trị giá là 500.000 nha. Rồi mình bắt đầu. Cái mặt như con mèo vậy. Rồi mình sẽ dậm như thế này. Và mình sẽ dậm đều. Các bạn nhớ là bạn nào mà bị lỗ chân lông ở phần mũi to thì các bạn có thể hạn chế chấm cái kem nền trực tiếp lên mũi nhiều. Tại vì nếu như mà chúng ta chấm một cái cục to lên trên đây thì một hồi mình tán không khéo nó sẽ khiến cho vùng này nó bị mốc, với lại nó bị gọi là nó bị lộ cái khuyết điểm ra hơn. Cho nên là các bạn có thể là tán những vùng xung quanh như là vùng trán nè, rồi vùng má, vùng cằm, rồi sau đó còn lại bao nhiêu á, các bạn sẽ sử dụng cái cọ này và dập lên mũi ha. Đó các bạn thấy không, trời ơi cái kem này đánh cái vừa nãy mụn mặt mụn tùm lum hết, bây giờ nó đã cover hết luôn rồi.
Tôi thấy là nếu như các bạn nào mà da khô á, thì các bạn có thể sử dụng đêm này, với điều kiện là các bạn hãy nhỏ thêm một chút xíu dầu hoặc là oil mà dạng chuyên dành cho make up đó, các bạn trộn với lại kem nền này thì vẫn sử dụng được bình thường. Nhưng Vân thì vẫn thấy là em da bạn nào mà da dầu, da không hợp dầu là khỏi cần thì trộn cái gì hết, dùng em này nó mướt mà nó vẫn khô ráo chứ nó không có hề bị bóng hay là bị dính. Thì những cái sản phẩm mà nó không có bị nhờn dính cho da thì nó sẽ không có làm cho da bạn bị nổi mụn thêm. Thì cho nên là cái sản phẩm này Vân thấy là rất phù hợp với lại da dầu, da không hợp dầu. Rồi sau đó mình tán tán vùng cổ. Rồi sau khi đã xong cái bước kem nền thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó chính là trang khuyết điểm. Thì thực ra Vân thấy cái sử dụng cái kem nền này đã đủ che phủ hết cái mặt Vân rồi, nhưng mà tại vì dạo gần đây á có em bé rồi chăm con các thứ rồi mắt giống như hai con gấu trúc vậy, cho nên là mình bắt buộc phải che thêm một cái kem trang khuyết điểm dưới vùng mắt cũng như là để tạo sáng vùng chữ T. Với trường hợp các bạn nào mà không bị như Vân là cái mắt của bạn bình thường không nổi mà quá nhiều khuyết điểm thì các bạn có thể bỏ qua và chúng ta chỉ cần sử dụng kem nền này là có thể che phủ được rồi. Còn với trường hợp của Vân thì vẫn phải thử xem thêm một bước che khuyết điểm nữa. À, các bạn thấy hiện nay trên tay Vân đang có hai loại trang khuyết điểm mà Vân thực sự thích cả hai loại này của Maybelline. Cái bạn này là Maybelline Fit Me và em này á, thì Vân thấy là trang khuyết điểm cũng rất tốt mà nó lại mỏng. Và nếu như các bạn nào mà bị khuyết điểm gọi là quầng thâm mắt mà không quá nặng á, thì mình có thể sử dụng bạn này. Còn mà trường hợp mà quá nặng thì Vân sẽ recommend cho các bạn sử dụng kem này Age Rewind này hơn. Bạn này thì che cực kỳ đỉnh luôn. Cho nên ngày hôm nay Vân sẽ sử dụng cả hai. Và bạn này thì Vân sẽ sử dụng vào quầng thâm mắt. Và cái bạn này thì mình sẽ sử dụng ở vùng chữ T các bạn nha. Rồi đầu tiên sẽ sử dụng quầng thâm mắt trước. Cái bạn này có một cái hay là nó giống như là dạng bút vặn á, các bạn chỉ cần vặn thế này là nó sẽ có cái đầu kem nó hiện lên trên đây. Có nhiều bạn không biết dùng, nó lấy này xong rồi đẩy 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 thế này nó không có kem hết, mà chúng ta phải xoay tròn một tí thì em này sẽ lên đó. Bây giờ kem nó đã rất là nhiều phía trên đầu rồi và chúng ta sẽ apply cho vùng mắt. Thêm một cái là Vân rất là muốn nói về bạn này vì ngay từ những clip đầu tiên Vân làm á thì Vân đã sử dụng cái bạn này rồi, là các bạn đã đủ hiểu là mấy năm nay là Vân đều rất là thích bạn này. Và hôm nay Vân sẽ recommend cho bạn nào bị quầng thâm mắt nhiều ha. Mình sẽ kéo thôi này, kem này nó hơi sáng một tí thì để vừa che được vừa highlight. Rồi rồi sau đó là quên, cái này là mình sẽ sử dụng cái em Fit Me Age Rewind thì vẫn thấy là ok với phần mắt. À, với lại cái chất kem bạn này thì nó sẽ không có làm chúng ta nó bị nhăn ở phía dưới cái bọng mắt, tại vì cái chất kem nó không có quá đặc, nó cũng không có quá gọi là nó không có quá khô. Nếu như bạn nào mà che mà quá khô thì nó sẽ bị là tình trạng là nhăn cái vùng mắt, đọng của kem vùng mắt, như bạn này thì hạn chế được cái điều đó. Rồi cái em Fit Me này Vân đang sử dụng màu đâu coi, một 15 đây, màu 15, màu fair clear, và Vân sẽ sử dụng cái màu này để highlight tạo sáng. Ồ, các bạn ơi nhớ tham gia giveaway lần này nha, sản phẩm cực kỳ hấp dẫn luôn á. Có bạn nào mà quên quên cái cách tham gia không thì Vân nhắc lại nè, đầu tiên là share cái livestream này về tường ở chế độ public, rồi sau đó là các bạn hãy tag ba người bạn của mình vô, và bước cuối cùng là trả lời cho Vân cái câu hỏi là những sản phẩm nào Vân đã sử dụng trong lần livestream kỳ này nha. Rồi, mình sẽ sử dụng lại cái cọ đánh nền này mà mình tán ra. Các bạn nào mà bị quầng thâm mắt thì thông thường là nó sẽ bị lan luôn cả lên trên phần này ha, cho nên các bạn là chịu khó là mình tán hết luôn, tán lên trên cái phần bầu mắt luôn. Rồi tiếp theo tán phía trên này. Rồi đó, tán này, tán highlight. Bạn nào mà có câu hỏi như Vân thì các bạn cứ đặt ra ở phía dưới nha. Hôm nay Vân sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn thắc mắc về make up hoặc là về skin care cũng được, hoặc là giảm cân sau sinh hay là nói chung bla bla, các bạn muốn hỏi Vân các bạn cứ đặt câu hỏi phía dưới nha. Rồi khi mà tạo sáng xong rồi các bạn sẽ thấy là những cái vùng này nó sẽ
bắt sáng hơn và nhìn vào tổng thể khuôn mặt của mình thì nó kiểu như nó sẽ có chiều sâu hơn. Nếu như các bạn chỉ đánh một cái loại kem nền không và không tạo khối gì hết thì nhìn giống như kiểu là xem phim 2D á. Còn như các bạn tạo khối thì cái khuôn mặt của mình nó sẽ kiểu như có bề, có chiều sâu á, là nó sẽ giống như phim 3D hơn. Mà phim 3D lúc nào cũng hấp dẫn hơn phim 2D đúng không nào? Rồi sau khi mà chúng ta đã xong cái phần trang khuyết điểm thì mình sẽ tiếp theo là bước phủ phấn. Và hôm nay Vân sẽ lại sử dụng em Maybelline New York Fit Me. Và Vân sử dụng cái dòng Matte Polish. Đây là cái dòng mà lì lì với cả là nó sẽ làm cho lỗ chân lông của chúng ta nó thu nhỏ lại, tức là làm che phủ, làm mịn cái lỗ chân lông ha. Thì hiện tại Vân đang sử dụng đây là màu 220. Và em này cũng có 6 màu 220 là cái màu tự nhiên. Nếu như bạn nào màu trắng, da trắng quá thì các bạn có thể sử dụng tông 120, 130. Nếu như bạn nào mà da quá tối thì các bạn có thể sử dụng màu 230, 222 hoặc là 235. Đây là những cái màu nó sẽ tối hơn một tí. Còn da của Vân thì mình sử dụng 220 là cũng được rồi ha. Rồi, Vân sẽ mở bên trong các bạn xem. Em nó như thế này. Và một điều mà Vân rất là thích ở sản phẩm này đó chính là em này nó không có bị rớt quá nhiều phấn. Thì thông thường những cái sản phẩm foundation khác, sản phẩm powder khác, là phấn phủ khác á, thì là thường là các bạn dặm vô sẽ thấy là phấn nó bị bay tứ tung hết. Nhưng mà bạn này thì không. Khi mà Vân dặm như thế này thì các bạn thấy không có bị rớt quá nhiều phấn, cho nên là mình sẽ sử dụng được dài lâu hơn, sẽ tiết kiệm hơn là những sản phẩm mà đánh vô cái nó bay tùm lum phấn ra ngoài thì sử dụng một thời gian rất là ngắn là các bạn thấy đã hết rồi ha. Phía dưới cái hộp phấn này sẽ có một cái bông mút, thì cho nên là Vân sẽ chỉ cho các bạn hai cách dùng. Một cách là chúng ta có thể sử dụng bông mút này luôn, và một cách là các bạn có thể sử dụng cái em cọ này. Nếu như sử dụng cọ thì rất dễ thôi, mình chỉ cần dùng cọ dặm vào đây rồi tán gỡ ra ngoài chút xíu, rồi sau đó chúng ta gặm muôn góc lên da. Nhưng mà còn cái cách mà dùng bông mút ở trong đây thì sao? Có một cách mà dùng không bị gọi là không bị dày, không bị lộ mình dùng phấn, đó là các bạn sẽ lấy phấn như thế này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ gấp làm tư, đầu tiên là gấp đôi, bạn chà một tí, sau đó là chúng ta quay lại gấp làm tư tiếp như thế này. Thì lúc mà quay bông phấn lại thì chúng mình sẽ thấy là bông phấn nó sẽ có gọi là được apply đủ ở trên bông phấn, không bị chỗ đậm chỗ nhạt. Và mình chỉ cần lấy cái bông mút này và mình dặm lên đây là nó sẽ không có bị quá nhiều, sẽ không có bị dày và không có bị cộm lên. Và các bạn nhớ là mình sẽ apply cái nơi nào mà nó đổ dầu trước, sau đó là những cái vùng mà khô như là vùng má, rồi cằm, rồi trán các thứ thì mình sẽ apply sau. Mình sẽ dặm vùng mũi ha. Đó, các bạn nhớ dặm vùng mắt luôn, để tí xíu nữa mắt mình nó khô thoáng á thì mình sẽ gọi là sẵn sàng cho việc đánh mắt luôn. Rồi đây là Vân làm mô phỏng thôi, còn Vân vẫn thích dùng cọ hơn, kiểu như quen rồi á, Vân thích dùng cọ hơn. Với lại cọ là mình có thể control được cái lượng mà nhiều ít của sản phẩm. Mình sẽ lấy như vậy rồi gõ một tí ha. Rồi apply lên. Cái em này cũng giúp cho các bạn che khuyết điểm luôn, tức là lúc đánh nền mà còn tí xíu khuyết điểm thì các bạn phủ cái em này lên nó cũng che bớt được một chút. Đó. Thực sự là đánh bạn này ha, gọi là quánh bạn này lên cái mặt một cái là nhìn cái nền của mình nó che, nhưng mà nó rất là tự nhiên, nó không có bị dày cộm lên mà cũng không có bị tạo nếp nhăn. Vâng, giờ cũng già rồi, cũng 20 mấy, gần 30 rồi, cho nên là cái nếp nhăn rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà sử dụng cái này thì nó hoàn toàn không thấy nếp nhăn à. Nó smooth hơn, nó mượt hơn và nó không có tạo hiệu ứng bị nếp nhăn, kể cả là cái chỗ này, cái khóe miệng nữa. Các bạn nhớ là dặm chỗ này kỹ một tí nha. Đó, rồi ok. Vậy là xong. Rồi, tiếp theo sau khi đã xong phấn rồi thì mình sẽ chuyển sang cái bước là bước tạo khối. Rồi, ngày hôm nay thì Vân sẽ sử dụng cái sản phẩm tạo khối V-Face của Maybelline New York. Em này. Bạn này ha. Và trong này thì nó sẽ có hai màu. Một màu là màu tối hơn và một màu là màu sáng hơn. Tuy nhiên là màu tối này thì Vân cảm thấy là nó sẽ làm cho gương mặt mình nó rất là tự nhiên. Nó không có bị gọi là quá đen, quá tối, nhưng mà nó cũng không phải là quá sáng. Thành ra là mình sử dụng cái bạn này hàng ngày thì rất là hợp. Rồi, Vân sẽ sử dụng cọ đầu nhỏ như thế này và mình sẽ lấy cái màu tối.
Ý một tối thôi nha, màu sáng thì mình kệ nó, mình đừng có dùng màu sáng, hôm nay mình làm một tối thôi. Rồi, mình sẽ sử dụng này để đánh lên những cái vùng như là hốc má nè, trán nè, mũi nè, cằm, với lại cái đường nhân trung này, tại vì cái nhân vật Black Widow này của mình là có một cái hốc má nó khá là sâu và nó sẽ tạo hiệu ứng là hơi tối và hơi đẩy vào bên trong cái phần gò má để tạo cảm giác là cái gò má này nó đẩy cao lên hơn. Thành ra là Vân cũng sẽ tạo hiệu ứng hơi sâu vào một tí so với thường ngày. Rồi, đầu tiên mình cũng sẽ làm trán trước các bạn nha. Đó, màu này thì nó sẽ rất là nhạt, rất là tự nhiên. Bạn nào muốn đậm hơn thì mình có thể sử dụng cái màu đậm hơn. Còn mình muốn tự nhiên thì thế này thôi cũng ok rồi. Đó. Chút xíu này thôi. Tóc con dễ mọc ra thấy không? Trời ơi, nó dài lên quay lên nguyên nhóc luôn. Rồi, tiếp tục mình chịu khó lấy phấn nhiều một tí. Đó. Ở đây các bạn sẽ hơi cua tròn đây một chút ha. Để các bạn hơi cười là sẽ thấy cái viền là từ đây mình đánh lên đây. Từ ngoài đánh vô. Vân thực sự rất là muốn hóa trang mà gọi là giống y nhân vật này, nhưng mà khổ nỗi là mặt mình thì lại quá dài quá phèo và mặt mặt của nhân vật thì lại quá ngắn và nó rất là vê lai mà kiểu như cầm thon nhọn thứ, cho nên là không thể nào mà làm giống y chang được, thì nó lại thiên về hóa trang mất rồi. Thành ra là Vân chỉ làm và lấy cảm hứng thôi nha. Mọi người mà thấy là không phải là không giống y như cái cô đó thì cũng đừng nói Vân nha. Đó, bạn thấy không, nó sẽ tạo hiệu ứng là nó hơi có gò má lên một chút xíu. Rồi, sau đó là mình sẽ đánh phần cằm. Cằm của nhân vật nó cũng rất là vê lai, cho nên mình sẽ đánh từ đây vào xíu ha, đến đây chút. Rồi từ đây tém ra. Tém sang ngang tí. Đó, khổ nỗi không được vê lai cho nên là phải tốn hơi nhiều phấn tạo khối một tí. Mặt Vân là giống kiểu u lai ấy, chứ không phải là không quá tròn, nhưng mà nó lại không có rõ cái cằm mà nhọn ra. Còn nhân vật này khá là nhọn. Nên mình đánh nhiều nhiều chút. Rồi, còn từ đây mình tán ngang ở đây ha. Các bạn nhớ coi chừng để ý mấy cái chỗ nào có mụn là nhớ dậm 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 thôi, không có miết quá nhiều. Miết quá nhiều coi chừng là lòi cũng mụn ra giống đây nè, đó. Ok. Rồi, mình làm tương tự như bên này luôn. Đó, rồi đây. Rồi. Rồi bây giờ sẽ đến vùng mà mũi các bạn nha. Mũi thì mình sẽ phải sử dụng một cây cọ nó đầu bé hơn. Nó không có gọi là không quá to, vì nếu như to thì nó sẽ làm như hai bên này nó bị xuống như đây, nó sẽ không có đẹp. Và mình sẽ sử dụng cái cọ đầu tròn nhỏ thôi, và mình sẽ lấy cái phấn màu nâu và mình sẽ apply lên trên hai cái đường dọc. Với cái nhân vật Black Widow này thì cái mũi của chị này thì nó sẽ tán từ đây hơi to một tí rồi vào trong này, nó hơi giống kiểu là vẽ một cái đường, hai cái đường thẳng mà gặp nhau ở đây, chứ nó không phải là hai cái đường thẳng song song. Cho nên các bạn sẽ tán từ ngoài nè, sẽ hơi đi vô một chút. Đó, chỗ này sẽ hơi to một tí, hơi rộng một tí, và mình sẽ tán ngược trong cái đường hốc mắt. Ôi, cái màu tạo khối này Vân thấy rất là ưng nha, tại vì nó kiểu như nó rất là tự nhiên, các bạn thấy không? Nó không có bị quá lố, mình không có sợ là lấy nhiều nó sẽ bị quá đậm. Mà nó kiểu làm sao mà nó như là cái màu tự nhiên của mình vậy, nó rất là đẹp. Mình sẽ tán vào trong cái đường hốc mắt. Rồi. Rồi đó. Rồi đến đây các bạn sẽ làm một cái động tác cho Vân là tán xuống dưới cái đường này để tạo cảm giác là đỉnh mũi các bạn sẽ được nâng cao lên hơn ha. Mình sẽ tán ngay phía dưới này. Đó. Trời ơi, chưa xong nữa mà mấy gái đã trời ơi, đã comment những sản phẩm nào dùng rồi. Nhớ theo dõi đến cuối nha, thì đến cuối thì mình mới sẽ tổng kết lại tất cả sản phẩm nào Vân dùng. Còn bây giờ chưa đâu. Quá trời bạn đã comment cái sản phẩm rồi. Rồi, sau đó là mình sẽ có một cái gạch ngang ở đây hơi nâu nâu một tí, tại cái mũi của nhân vật này hơi đặc biệt một chút. Rồi sau đó là mình sẽ tán xuống cánh hai bên này.
À, như thế này đó. Rồi, vậy là Vân đã xong cái phần tạo khối. Và tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang đến phần chân mày. Chân mày là phần mà Vân rất là thích chia sẻ với các bạn, thì vì cái sản phẩm này đang đúng với cái xu hướng trend luôn á. Là đây là sản phẩm Satin Brow, đây là dạng chân mày nhưng mà là cái dạng giống như gầy sợi các bạn. Bạn biết dạo đây là có hay hot cái kiểu chân mày mà gầy sợi, là thay vì mình tô đen thui cái cặp chân mày của mình thì mình sẽ tạo thành từng cái sợi giống như là cái sợi chân mày giả vậy. Và Maybelline đã làm thiết kế ra một cái cây cọ, một cái bút kẻ chân mày vẫn thấy khá là hay, là các em nó sẽ có đầu như thế này. Cái đầu của bạn nó là có bốn cái, các bạn để ý kỹ sẽ có bốn cái gọi là bốn cái ngòi bút đưa ra, và nó sẽ kết nối với nhau để cho chúng ta mà có thể gãy lên gãy lên gãy lên, là sẽ tạo thành bốn cái sợi chân mày rất là tự nhiên. Và Vân sẽ sử dụng cái màu đỏ nâu, tại vì trong cái nhân vật Black Widow này thì là chân mày của cô gái này nó khá là đỏ, tại vì tóc cũng đỏ luôn. Nói đến tóc thì thực sự là Vân rất là muốn gọi là tìm một cái bộ tóc dạo đó nó giống y như là cái nhân vật, tuy nhiên là tìm mãi mà không ra cái màu này, thì màu này nó khá là kén sử dụng ở Việt Nam, thành ra là không có những cái màu như vậy, cho nên Vân sử dụng luôn cái tóc của mình. Và với chân mày thì Vân cũng sẽ sử dụng màu nâu đỏ cho giống nhân vật nha. À, Vân sẽ chỉ cho các bạn sử dụng luôn. Bạn này nó có cái đầu xéo như vậy, và mình sẽ đặt vào cái đầu xéo của chân mày, mình chỉ cần gãy lên thôi. Các bạn thấy không? Đó, có mấy sợi lên rồi. Rồi, tiếp. Đó. Đó. Bạn nào làm không quen thì nó sẽ gọi là nó hơi khó một tí, nhưng mà làm riết thì các bạn sẽ ghiền luôn, tại vì lúc mà gãy xong rồi cái chân mày của mình nó rất là thật, nó không có bị giả đâu, rất là thật, không bị giả đó. Rồi sau đó phía trên này chúng ta sẽ để vầy mà chúng ta xéo xuống đó. Rồi phần đằng đuôi thì nếu như các bạn thích thì có thể tô đậm luôn. Vân thì vẫn thích tô đậm hơn. Vân thì vẫn thấy là gãy sợi phần đầu á thì nó đẹp, nhưng mà để sắc nét thì phần đuôi chúng ta cứ sử dụng như bình thường thì nó sẽ ok hơn. Rồi nói đến chân mày, có nhiều bạn nói là chị ơi em muốn chân mày hay đen đều nhau, nhưng mà thật ra làm sao mà đều được các bạn, nó chỉ đều ở một cái mức độ nào thôi, vì đâu có ai mà mọc hai bên mà y chang nhau đâu, nó sẽ hơi chênh nhau một tí, cho nên là cái việc hơi chênh nhau mà gọi là tạm được là ok rồi, các bạn không nên đòi hỏi nó phải quá giống như là sinh đôi, mà sinh đôi nhiều khi còn không giống nhau nữa. Rồi, vì nhân vật siêu anh hùng của chúng ta thì không có thời gian nhiều để make up, cho nên là miễn nhiên là phần chân mày nó sẽ gọi là nó kiểu như nó tự nhiên nhất có thể, mình sẽ không có làm kiểu trau chuốt rồi mình tém bằng che khuyết điểm các thứ thì nó lại không có thật. Giống như là các cô gái mà hay đi ba rồi các thứ thì mới chải chuốt vậy thôi, chứ còn mà lo cứu người thì làm sao mà chải chuốt chân mày, đúng không? Cho nên là Vân cũng đi theo cái phong dáng tự nhiên và gãy theo cái khuôn chân mày vốn có, và cho cái phần đầu này nó tự nhiên là xong ha. Rồi mình sẽ làm tương tự như bên đây. Rồi cũng đặt cái chân mày xé như vậy, đặt lên, gãy lên. Đó. Gãy lên, gãy lên. Gãy lên, gãy lên. Rồi. Đó, mình đi theo phong dáng chân mày và mình hơi hơi tán ra một tí xíu, mà làm sao đừng cho nó bự quá nha, bự quá là nó sẽ nhìn nó rất là thô, bé quá cũng không đẹp mà bự quá thì cũng không đẹp. Rồi đó, nó kiểu như nhìn nó phải hơi hơi lỗi lỗi một tí thì nó mới thật, đúng không? Còn đâu mà thẳng đều tăm tắp các thứ thì nó lại không giống cái chân mày thật. Rồi cái này là không thấy là ổn rồi nè, đừng có quá trau chuốt là được. Rồi dù gì cũng phải để cho cái đuôi nó nhọn nhọn một tí, đúng không? Nhọn nhọn một tí thì nó mới đẹp, chứ mà kiểu như to đùng ấy thì nó lại cũng không đẹp. Mình sẽ kéo tí đuôi. Rồi
Vậy là xong, Vân sẽ nét qua một cái phần khác. Sau khi làm chân mày xong thì mình sẽ chuyển sang vùng mắt. Rồi. Đến đây thì Vân sẽ giới thiệu cho các bạn một bảng mắt từ Maybelline New York. Và hai em này là hai sản phẩm mà Vân sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Thực ra Maybelline là cái bảng này nó có 4 màu. Và hai màu còn lại thì nó khá là nổi. Có những cái màu như là màu tím, rồi những cái màu mà nó lại là màu tím, màu xanh, nó rất hot trong thời gian gần đây. Nhưng mà hôm nay thì tại vì cái nhân vật của chúng ta thì là có một cái màu mắt nó rất là tự nhiên, thành ra là Mân sẽ sử dụng hai cái bảng này, là hai cái bảng gọi là thông dụng nhất đến từ Maybelline. Đây là em The City Mini Palette, bạn này, hai bạn này. Và mình sẽ sử dụng cả hai bảng luôn nhé. Đầu tiên thì Vân sẽ sử dụng màu này đi, màu nâu nâu này đi, để ta hốc mắt trước. Đây, trong bảng này. Và bảng này nó cũng có cọ luôn, cho nên Vân sẽ sử dụng luôn cái cọ là trong cái bảng của Maybelline. Mình sẽ không cần sử dụng cọ ngoài. Và bảng này có 6 màu, thành ra là nó rất là phù hợp cho những bạn nào mà không muốn mua quá nhiều màu mắt đó, mà chỉ cần mang tính ứng dụng cao đó. Các bạn có thể sử dụng hàng ngày, các bạn có thể sử dụng đi chơi, các bạn có thể đi tiệc, mà chỉ cần 6 màu này thôi là ok. Và như trong bảng này các bạn thấy là có đầy đủ những cái màu như là màu tối, màu trung tính, hay là màu sáng, hay là màu nhũ. Cho nên là chỉ cần một bạn là có thể sử dụng tất cả mọi nơi luôn. Và mình sẽ sử dụng cái em cọ này. Và mình sẽ sử dụng cái màu này. Đây là một cái màu nó nâu nâu, mà kiểu như nó hơi tối hơn màu da một tí. Và mình sẽ apply lên những cái vùng hốc mắt để tạo cảm giác như là hốc mắt của mình nó gọi là nó sâu hơn, cho giống nhân vật. Thì nhân vật là châu Âu mà Vân thì lại là thuần châu Á. Thành ra là hốc mắt nó cũng có một sự khác biệt đáng kể đó các bạn. Rồi mình sẽ dập lên đây. Đó, bạn thấy không? Một cái màu nâu rất là tự nhiên. Các bạn lấy ít thôi nha. Lấy ít, lấy vừa phải thì là nó đẹp, lấy nhiều quá nó sẽ bị đậm nha. Đó, như vậy thôi. Rồi, mình sẽ làm bên kia luôn. Có nhiều bạn cứ chăm chút làm cho thằng con xong rồi cuối cùng nhìn lại con bên này không nhớ là mình lấy màu nào. Mà với cái trí nhớ mà gọi là trí nhớ siêu phàm của bà mẹ đã sanh em bé thì rất là nguy kịch. Cho nên thôi, mình sẽ lấy luôn, sử dụng luôn và mình tán đều hai bên. Rồi, Vân sẽ sử dụng cái cọ này và mình sẽ tán một chút xíu ra. Các bạn biết sao không? Bên này là Vân đã kết mí trước rồi nè. Kết mí lưới á, mà Vân kết trước luôn để cho hai mắt đều nhau. Tại vì mắt của Vân thì bên to bên bé, bên mí nọ bên mí kia, nên là Vân kết mí trước để làm cho nó nhanh. Rồi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái màu nâu nâu, đen đen một tí xíu để nhấn phần đuôi. Đây, Vân sẽ sử dụng màu này. Mình sẽ sử dụng luôn cọ này các bạn nha. Mình sẽ sử dụng màu này. Đó, chút xíu, có chút xíu nhũ mà không sao. Nhũ một tí thì tì được, không sao. Rồi, mình sẽ sử dụng cái cọ này, cái đầu này, và mình sẽ apply vào 1/3 đuôi mắt. Chút xíu như này thôi. Đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ quay ngược lại lấy cái đầu này và các bạn blend ra. Blend ra cho màu nó đều, với cả đừng có bị đậm quá. Rồi tán như vậy ha. Mình sẽ làm tương tự với bên kia luôn. Lấy màu tối, apply vào 1/3 đuôi mắt. Rồi các bạn nào còn nhớ 1/3 đuôi mắt là nằm ở đâu không? Là cái chỗ này nè, trong mắt đen nhìn giữa, không sang trái không sang phải. Và màu cái trong mắt trắng ngoài cùng bị liều sẽ là 1/3 đuôi mắt. Các bạn nhóm thẳng là trong mắt trắng ngoài cùng ở đây đúng không? Các bạn nhóm thẳng lên thì cái vị trí màu tối nó sẽ nằm ở khu vực này. Đó, nó sẽ không có vào trong quá mà nó sẽ không có ra ngoài quá nha. Đó, bạn nào mà có học make up của Vân rồi thì sẽ biết là mình chia sẻ cái đó rất là kỹ để mình không có xác định sai. Xác định đúng cái phần đó một cái là mắt mình sẽ sâu ngay, mà nếu xác định sai một cái là thôi rồi lượm ơi, nó sẽ giống như kiểu bị chồng quánh, bị bầm vậy đó. Rồi mình sẽ lấy cái này mình tán ra. Trời ơi quá trời đâu, trời ơi nãy giờ mãi làm quá mà không có dòm các bạn nói gì nè. Đẹp quá chị ơi ha. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Rồi mình tán tiếp. Rồi. Đó, mọi người thấy không? Lúc mà nhìn thẳng như vậy thì mắt mình nó sẽ có chiều sâu. Đó, giống như kiểu là nó sâu hơn và nó có cái hốc hơn.
Rồi, còn 2 phần 3 mí này thì như thế nào? Mình sẽ sử dụng một cái màu nhũ. À đây, màu mình sẽ dùng màu này đi. Màu nó hơi đồng đồng một tí, hơi dạng vàng đồng mà nó sáng ấy. Mình sẽ dùng màu này và apply lên 2 phần 3 mí mắt. 2 phần 3 mí mắt là nằm đâu, là từ đây đến đây nè. Đó. Nó 2 phần 3 mí mắt. Đó. Rồi. Tiếp theo bên này luôn. Đó. Đẹp lắm nàng ơi, xin chào. Trời ơi, quá trời bạn luôn. Mọi người nhớ comment nha, nhớ tham gia giveaway nha. Rồi, xong. Vậy là xong cái phần line mắt trên, bây giờ mình sẽ chuyển sang line mắt dưới. Cái phần line mắt dưới thì các bạn lưu ý là mình sẽ sử dụng 3 màu tương tự như phía trên mình dùng màu nào thì phía dưới mình sẽ sử dụng màu y chang như vậy. Và thứ tự nó cũng giống nhau. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng màu này. Đây là màu gọi là màu trung tính mà không nhũ. Bạn lưu ý là đánh cái vùng mà trung tính thì nó sẽ không có nhũ, để tạo hốc mắt sâu hơn. Và phía dưới này mình cũng sẽ sử dụng màu đó để đánh cho line mắt từ trong ra ngoài. Đó, nhân vật siêu anh hùng của chúng ta thì kiểu như là phải thức đêm để bắt giặc ấy, cho nên là cái mắt phía dưới nó cũng hơi thâm thâm, nên mình sẽ đánh nó hơi nâu nâu một tí, hơi nhiều ra ngoài một chút xíu. Rồi, lại bên kia tương tự luôn, từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài. Và bạn nhớ là sẽ lấy cái cạnh này của đầu cọ nha, chứ mình không lấy mặt phẳng này nha. Các bạn lấy mặt phẳng đè vô một cái nó rất là to, còn nếu như mình lấy cái góc cạnh này thì nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ đi đúng cái line của mình hơn. Đó là một số những cái mẹo để cho các bạn có thể tự học make up tại nhà. Có nhiều bạn kêu tại sao em dùng cái màu đúng y chang như chị, cái cọ đúng y chang như chị luôn, mà tại sao cái mắt em đánh xong nó giống như bị bầm, là do mình sử dụng cái bề mặt nó không đúng thì nó sẽ không có ra hiệu ứng giống như là Vân dùng ha. Các bạn nhớ là cái góc cạnh đánh nó cũng quan trọng. Rồi, sau khi mà đã tán vùng mắt này xong thì bắt đầu mình sẽ sử dụng một cái màu đậm hơn, màu này, màu thứ hai mà mình dùng bên trên á, màu mình đánh 1/3 đôi mắt á, mình sẽ dùng màu này cỡ ra ngoài tí xíu. Và mình sẽ sử dụng cái cọ mạnh như thế này và mình sẽ nhấn vào 1/3 đôi mắt, 1/3 đôi mắt tròng mắt dưới đó. Cho nó sâu như vậy ha. Rồi, tương tự bên này, 1/3 đôi mắt. À, nhấn vô, bạn nhớ là sát cho mi nha. Hàm hố mà vẽ ra ngoài đây hồi là nó giống bầm đó. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện xong cái phần đánh mắt. Và tiếp theo sẽ là một cái phần mà để làm cho mắt mình nó sắc hơn, nó gọi là nó thuôn dài hơn và nhìn mắt mình nó quyến rũ hơn, đó chính là cái eyeliner. Và đây là một cái phần mà Vân biết là có rất là nhiều bạn than trời là tao ơi cái phần này khó quá, mà thực ra nó cũng không phải là quá khó đâu. Để mà có thể cái eyeliner đẹp được thì các bạn cần phải sử dụng một cái sản phẩm mà có cái đầu thật là mạnh càng tốt, và nó càng cứng càng tốt, không quá mềm. Nếu như mà mềm quá thì nó cũng làm cho cái đường nét của bạn sẽ không được đẹp ha. Cho nên là các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm nào mà cái đầu nó thật là mạnh càng tốt. Và ngày hôm nay Vân sử dụng cái em rất là nổi tiếng từ Maybelline. Nhắc đến Maybelline mà cái dòng eyeliner thì các bạn sẽ biết đến cái dòng này. Đây em này. Rồi, Vân sẽ cho các bạn xem cái đầu nè. Super mạnh luôn đúng không? Đó, nó mạnh như này sẽ rất là dễ vẽ. Và bạn nào mà mới tập mà make up á, thì các bạn có thể tham khảo những cái em bút mạnh như thế này nhé. Đừng có dùng những cái đầu quá to, khó làm lắm. Rồi, mình sẽ sử dụng cái bút này. Và Vân sẽ thích kẻ đuôi mắt trước. Và với cái phong cách này thì mình sẽ không kẻ quá sắc, không quá kẻ quá xéo, nhưng mà nó cũng không quá ngang như kiểu Hàn, mà mình sẽ hơi chất lên một tí xíu. Rồi, mình sẽ kéo. Đó, sẽ kéo tí thôi. Rồi sau đó là mình nối lên trên. Đó, bạn thấy không? Rồi bây giờ mình đồ lại cái đường tam giác bên trong.
Đó. Như vậy. Rồi. Nó sẽ hơi ra ngoài một tí như vậy ha. Rồi sau đó là mình sẽ đi men theo cái gọi là chân lông mi của mình mọc. Mình sẽ kẻ từ trong ra ngoài. Rồi, kế sát chân mi. Tại sao lại phải kế sát chân mi? Tại vì cái mí của các bạn gái Việt Nam mình thì nó khá là hẹp ấy. Thường là mí lót nhiều hơn, không có được to và rõ như là các bạn Mỹ hay là Anh hay là nói chung là các nước mà bên Tây đâu. Thành ra là mình nên kẻ sát chân mi để tránh tình trạng là nếu như chúng ta kẻ dày quá lên trên này thì nó sẽ bị là mất mí ha. Ban đầu mí nhiêu đây, kẻ dày nhiêu đây, mất hết mí luôn. Đó, cho nên các bạn lưu ý nha, kẻ sát chân mi. Càng sát chân mi thì càng tốt. Rồi sau đó mình sẽ kẻ sát ở đây chút. Tại vì mắt của nhân vật của chúng ta nó kiểu như nó cũng có hơi cái một cái đường nhọn ở phần đầu mắt nè, cho nên mình cũng sẽ kẻ vùng này. À, chút xíu thôi các bạn sẽ thấy là nó sẽ sắc hơn một chút ha. Và mình sẽ làm tương tự như bên này. Rồi, kẻ hơi chết chết ra. Rồi. Thực ra eyeliner là cái phần mà Vân làm Vân phải tập trung. Hoặc là tập trung cao độ luôn. Tại vì nó rất là căng ấy. Mình chỉ cần nhích một phát thôi là nó sẽ bị chật ra ngoài đường ray. Và này, một khi chật ra ngoài đường ray thì trời ơi, nhìn cái mắt mình nó sẽ rất là ghê. Nhiều khi không biết các bạn nào như Vân không, mà bản thân Vân cả eyeliner mà Vân phải nín thở ấy. Rồi sau đó mình bên trong. Kẻ sát chân mi nha. Ồ, kẻ xong rồi eyeliner mình nín thở luôn. Rồi, sau đó mình sẽ kẻ vòng đầu ra một tí xíu thôi. Không quá to. Rồi, ok. Mừng quá. Rồi, xong. Rồi, tiếp theo là phần kẹp mi và chải mascara nhé. Rồi. Mình sẽ sử dụng một em kẹp mi. Mi thì mình sẽ căng mắt ra một tí ha. Căng mắt ra thì loại này không hả? Mình sẽ đưa vô. Rồi. Đầu tiên là bấm sát chân ha. Sau đó là nhích lên một chút. Rồi cuối cùng nhích lên một chút nữa để cho lông mi mình nó cong. Ừ. Rồi bên này tương tự nha. Rồi, sát mi, sát chân mi. Nhưng mà sát quá thôi, sát thôi đừng sát quá nha. Sát quá rồi hả, nó bấm vô thịt một cái là la trời luôn. Rồi, rồi mình sẽ dùng mascara. Trời ơi, mascara thần thánh của Maybelline. Nếu như các bạn nào mà không hay sử dụng mà những cái sản phẩm make up mà các bạn chỉ sử dụng một vài món như là mascara, son môi, rồi chân mày nền thì không thể nào không biết bạn này. Bạn này là dòng mặc dù là không phải là quá cao cấp nhưng mà chất lượng nó rất là êm. Và em này thì rất là nổi tiếng của Maybelline. Em này sẽ giúp cho cái lông mi của chúng ta vừa dày vừa dài mà nó cũng hạn chế bị vón cục lắm. Đây là em Big Shot các bạn nhé. Và chai màu vàng. Rồi mình sẽ lấy lên. Và một cái mẹo để là chải mascara đẹp là các bạn phải chuốt càng ít kem càng tốt. Các bạn không nên lấy nhiều. Lấy càng ít càng tốt, các bạn miết ở trong cái thành của nó ấy. Để cho cái này nó ít thôi thì nó sẽ không bị vón cục. Ừ. Để ít thôi. Đó, càng ít càng đẹp. Cái gì cũng vậy, vừa phải. Nó đẹp, lố quá là nó sẽ không đẹp. Rồi, mình sẽ để đây. Và sau đó mình sẽ chạy mascara. Mình sẽ chạy từ dưới lên trên và theo chiều zigzag. Và Vân sẽ chạy một bên rồi Vân sẽ cho các bạn xem bên còn lại không chạy sẽ thấy sự kỳ diệu. Bạn
sẽ thấy lúc mà ấy lên hơi hơi cái viền đen đen eyeliner mà không sao đâu. Tại vì mình đang make up mình đưa lên vậy thôi, chứ lúc mình nói chuyện với mọi người thì mình không có đưa mắt lên như thế này. Cho nên là nó sẽ không có thấy cái đường đen đen gì đâu nhá. Cho nên là không sao, đừng lo. Rồi, được thấy bên này không? Đó, mắt to và sắc nét hơn hẳn luôn. Đó, thấy không? Rồi, ok, bên này. Đó, một là kẻ liner, hai là chạy mascara mà mi dưới là lúc nào cũng phải nín thở. Trời ơi quá. Chỉ sợ nhất một cái là nó sẽ bị lem thôi. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu làm bên còn này các bạn nha. Người có một cái vô mascara vô là mắt nó khác liền. Bởi vậy một cái mẹ vẫn nói các bạn nghe là hàng ngày các bạn muốn lồng lộn nhưng mà không cần make up nhiều á, bạn không cần đánh mắt đâu, chỉ cần tập trung những điểm này. Vân là một là lông mi, tức là các bạn chải mascara ấy. Hai là các bạn phải tập trung vào cái chân mày, đừng có quá nhợt nhạt. Thứ ba là nền, nền thì các bạn chỉ cần che được sơ khuyết điểm, có mụn thì che mụn, có nám thì che nám, quầng thâm thì che quầng thâm vậy thôi, không cần phải quá quá mượt đâu, nhưng mà ví dụ như chấm một chút xíu mụn cũng được. Rồi tiếp theo là son môi, chỉ cần vậy thôi. Bốn em đó là các bạn đủ lồng lộn rồi, các bạn không cần tập trung vào mắt cũng được. Nhưng mà lông mi nha, lông mi là rất quan trọng luôn. Đó, chải lông mi dưới cũng vậy, từ 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 trên xuống dưới thôi. Chải lông mi dưới không không được gấp, gấp một cái là nó sẽ tèm lem. Hai. Xong rồi, có con mắt cái nhìn mặt nó khác liền đúng không? Giờ nãy nhìn mặt cứ ngơ ngơ, bây giờ có con mắt vô là nhìn đẹp liền. Rồi, sau khi đã xong phần mắt thì mình sẽ chuyển sang phần má hồng. Và má hồng ngày hôm nay Vân sẽ sử dụng sẽ là dòng Cheeky Glow của Maybelline. Em này, đó, rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Và cái đây là một cái sản phẩm mà Vân thấy là các bạn sử dụng hàng ngày và đi làm rất là hợp. Tức là nếu như mình đi tiệc thì các bạn nên sử dụng màu nó hơi đậm hơn một tí xíu. Nhưng mà cái sản phẩm này hàng ngày và đi làm rất ok luôn. Và Vân sẽ sử dụng một cái cọ đầu xéo xéo một tí. Mình sẽ sử dụng cọ này và mình sẽ apply má hồng lên trên cái gò má của mình. Trời ơi, bạn thấy không? Mỗi lần make up là tay đồ các thứ như là bôi nhọ vậy á. Giống như chơi đồ hàng mà con nít mà chơi dơ vậy đó. Rồi chúng ta sử dụng cọ này ha, apply màu má hồng lên đây, gõ gõ gõ. Bạn này cũng có một cái hay là nè, bạn thấy không, xoay cỡ nào xoay nó không có bị đổ, không có bị rớt bột, hay là nó không có bị gọi là fall out ra ngoài ấy. Đó, rất là thích. Rồi sau đó mình sẽ dậm lên gò má và Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn cái định gò má nào ở đâu là chuẩn ha. Có nhiều bạn á, thường đi tiệc thấy sẽ kêu các bạn cười lên là thấy định gò má đúng không, nhưng mà không đúng đâu. Nhiều khi á, bạn đó lại bị gò má cao, hoặc là nhiều khi bạn đó lại bị gò má thấp. Thành ra là cái cách mà xác định chuẩn nhất của gò má đó chính là mắt nhìn thẳng nè, tròng mắt bên trắng bên trong mà trắng ngoài cùng là hai vị trí, 1/3 đầu, 1/3 lưu và giữa đúng không. Thì mình sẽ sử dụng cái tròng mắt trắng ngoài cùng á, là từ đây mình giống xuống, giống thẳng xuống và cánh mũi mình giống ngang qua. Đây sẽ là gò má nè, cười cái đúng rồi. Nói thấy không, ngay chỗ này đó sẽ là gò má chuẩn. Và mình chỉ cần xác định điểm này, không cần phải cười vậy khóc gì hết. Và mình sẽ dập cái màu má hồng ngay cái tông này và tán lên trên theo cái hướng mà cái gương mặt mình nó như thế nào đó. Ví dụ như gương mặt mình dài như mặt Vân thì mình sẽ tán ngang ra phần mang tay. Nếu như gương mặt mình là gương mặt nó bị ngắn quá thì mình sẽ tán lên trên phần thái dương ha, theo hướng lên thái dương. Và nếu như mặt mình là mặt vừa rồi thì sao, tán lên phần định mang tay giống ngang qua chỗ này, mình sẽ tan hướng lên. Rồi mình sẽ tán thôi. Đó, nhưng mặt Vân tán ngang ngang, tán ngang ngang, đừng ham hố mà tán xéo xéo một cái là nhìn mặt như cái bơm luôn. Thấy không? Đó, hồng xinh vậy thôi. Cái màu má hồng nó rất là nhẹ và Vân lấy rất là nhiều mà không bị đậm.
Tôi sợ nhất là dùng màu má hồng nào mà nó lố quá, dập có một tí xíu lên là lố là khỏi sửa luôn. Mà má hồng mà khi mà lố là nhìn mặt mình giống như đi hát tuồng vậy á. Rồi, ok. Đó. Đó, nhân vật siêu anh hùng của chúng ta thì cũng chỉ má hồng vậy thôi, tại vì không có nhiều thời gian để mà làm đẹp đâu. Ừ, lên một tí vậy thôi. Rồi xong. Và tiếp theo Vân sẽ chia sẻ với bạn một cái dòng son mà hiện nay Vân đang rất là thích của Maybelline, đó chính là em này. Hai bạn này, và ngày hôm nay Vân sẽ sử dụng hai màu này các bạn nha. Đây một màu là cái này là đây là dòng The Power Matte, đây là màu Toasted Brown, đây là cái tông hơi nâu nâu một tí, và đây là màu Chili Nude. Đây màu này, đây là một cái màu dạng hơi tương ớt một tí, nó dạng hơi đã có đỏ đỏ hơi cam cam mà nó không phải là quá nổi, cho nên là Vân thấy là sự kết hợp hai màu này thì nó sẽ ra một cái màu nó khá là tự nhiên, nhưng mà nó lại tây chứ nó không có cái kiểu mà Hàn Quốc hàng xịn gì đâu, nó sẽ tây nhưng mà nó rất là tự nhiên và nó không bị đậm. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái màu Chili Nude này trước nha. Đây, và dòng son nude này của Maybelline nó có 10 màu và màu nào cũng rất là ngon, rất là đẹp luôn. Sử dụng màu này. À, outline đây. Không biết các bạn có thấy không? Chất son nó rất là mịn. Nó dạng như creamy matte á. Nó lì nhưng mà nó lại nhìn nó không có bị khô, mà không hiểu sao mà thích cái chất này ghê gớm luôn á. Dùng màu này là đủ chết rồi. Trời, đẹp quá. Thôi Vân hứa với bạn hôm nào gì thời gian gần nhất thì ngày mai đi, Vân sẽ quay luôn cái clip review về cái dòng son này của Maybelline cho các bạn xem. Rồi sau bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cái màu, màu nó hơi nâu nâu một chút. Em này, align trên. À. Wow. Nhìn tây ha, giống Tây Ninh. Rồi, Vân thấy là hai màu này là kết hợp nhau là khá là ổn rồi đó. Rồi còn một chi tiết nhỏ nữa là nhân vật siêu hùng của chúng ta thì có một cái đặc điểm, nếu như các bạn nào để ý thì sẽ thấy là nhân trung của cô này nó hơi sâu một tí và nó sẽ lộ rõ cái phần này lên, cho nên là Vân sẽ sử dụng thêm một chút xíu cái tạo khối của mình đó, và mình sẽ apply ngay giữa cái phần nhân trung đó. Qua đây ha. À. Rồi sau đó là mình sẽ apply vào hai khúc này. Đó, chỗ này một chút. Tại cảm giác là cái môi này nó sẽ cao lên hơn. À, để tạo cảm giác là hai cái sống này lộ rõ hơn, các bạn thấy không? Hai cái sống này bây giờ nó lộ rõ hơn, tại do mình tạo khối tối hai bên này. Đó. Rồi hai cái phần mép này của nhân vật chúng ta nó cũng sẽ hơi giống như kiểu là hơi như thế này nè. Đó, cho nên mình sẽ hơi tạo khối tối dưới đây chút xíu. Đó. Rồi, dạ xong. Đinh. Rồi, bỏ cái tai mèo này xuống ha, và mình sẽ cho các bạn xem lại tổng thể của cái lúc này nó sẽ như thế nào. Cái này thì Vân cái chắc là các bạn có thể sử dụng hàng ngày, đi làm, đi học, đi chơi gì cũng đều ok hết. Chứ nó không phải là nó có ảo tưởng trong phim đâu, đúng không? Nó rất là dễ dùng. Không biết là các bạn cảm thấy cái look của Vân này hôm nay như thế nào. Nếu như các bạn có cái cảm nhận nào thì các bạn cũng đừng quên
comment phía dưới cho Vân biết nha. Rồi và những lời cuối cùng Vân muốn chia sẻ với các bạn là đừng quên tham gia giveaway lần này. Sẽ có 3 món quà dành cho 3 bạn tham gia đầy đủ các bước như sau. Thứ nhất là share cái livestream này để trên tường ở chế độ public. Thứ hai là tag 3 người bạn của mình vô. Và tiếp theo và cuối cái cuối cùng đó chính là các bạn trả lời cho Vân là những sản phẩm nào Vân đã sử dụng trong livestream kỳ này. Và 3 phần thưởng này sẽ có trị giá là 500.000 dành cho 3 bạn may mắn nhất. Và ngày mai Vân sẽ công bố bạn nào may mắn trúng thưởng nha. Rồi Vân cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã tham gia cái livestream kỳ này của Vân. Và nếu như các bạn có bất cứ yêu cầu nào hoặc là các bạn có muốn Vân làm một cái chủ đề nào khác trong những clip lần sau hoặc là những kỳ livestream lần sau thì đừng quên comment ở phía dưới cho Vân biết luôn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ livestream tiếp theo. Bye bye.